Cô Hà Anh. Anh Thọ. Sao cô lại ở đây? Em muốn gặp Dung, nhưng mà có khách đông nên em đứng đây. Còn anh, sao đang buổi lễ anh lại ra đây? Trong nhà đông đảo, tôi cảm thấy khó thở quá nên ra đây cho nó thoáng. Để tôi kêu Dung nha. Thôi, tôi khỏi anh à. Thà không gặp còn hơn. Anh biết không, ở làng này mới vài năm, nhưng em đã xem như quê hương thứ hai của mình. Từ ngọn cây đắng cò, từ nhà chợ mái đình, nơi nào cũng gửi cho em nhiều quyến luyến. Và Dung là người bạn chí thiết của em. Nhưng Dung hẹp hòi quá, có gặp cũng chẳng nói được gì. Vả lại, em muốn gặp Dung là để nhờ Dung một chuyện. Nhưng em đã gặp anh rồi. Có chuyện gì vậy hả anh? Bây giờ chuyện gì cũng trễ hết rồi phải không anh? Hà Anh muốn nói gì? Em muốn nói việc gì cũng vậy, nhưng tình bạn giữa Dung với em có muốn nói lại thì cũng trễ rồi. Vì em sắp đi xa, xa lắm. Sợ đến đám cưới anh em không còn ở đây nữa. Hà Anh, sao cô lại tính việc đi xa? Cô muốn về thành à? Không, về thành là ý của ba em. Còn em muốn tìm một nơi nào yên tĩnh hơn. Tìm một nơi yên tĩnh hơn? Phải. Vì ở đây chi trễ rồi. Giờ em chỉ muốn hỏi anh một chuyện thôi. Cô cứ hỏi. Anh Thọ, anh sắp sửa thành hôn. Em không muốn mặc hồ yến vì em mà dậy sông. Nhưng nếu em không hỏi thì nỗi thắc mắc trong lòng sẽ theo em đến tận quan môn. Sống chết con người đâu có gì khác biệt, thì cũng như là một cuộc giả từ trong một chuyến đi xa. Em chỉ hỏi anh, có để dạ rẻ khinh đứa con gái trong cảnh tình đầy nhớ nhung? Tại sao lại đầy mặt cảm cô lúc nào cũng là người tôi yêu quý, dầu sự thể ra sao những tình bạn chẳng phai mờ. Bao nhiêu đó đủ rồi. Em biết là em không đến nỗi vô phương. Dạ biết anh.
hà anh ơi. Chừng ấy khổ đau em đem vùi dập xuống quang mồ. Anh nghe qua thêm nhức buốt trong lòng. Tiếng hò buồn quá. Chú Sáu à? Dạ. Làng mình độ này ra sao rồi chú? Hơi buồn lắm cậu ơi. Chú không đi câu nữa sao? Trời, câu gì nội anh câu. Câu lưới sống không nổi đâu cậu à. Ban ngày câu không đủ ăn. Còn ban đêm thì không ai dám đi đâu. À, mà cậu về chơi chừng nào cậu đi? Chưa biết nữa chú Sáu à. Không chừng tôi ở nhà luôn à. Trời đất ơi, sao kỳ vậy? Ở Sài Gòn làm có tiền không ở, về dưới này làm gì cậu? Tại vì chú Sáu. Sao? Tới bến rồi kìa. À. Tôi về nhà nha. Dạ. Hôm nào gặp mình nói chuyện tiếp ha. Dạ dạ cậu đi ạ. Chưa bao giờ thấy một cặp mắt đẹp truyền cảm như vậy. Anh ba. Em làm anh giật mình à? Xong dậy sớm vậy? Hồi hôm ha, em thấy anh bắt ghế ngồi trước sân thật là lâu mới vô nhà. Bộ ở Sài Gòn anh hay thức khuya lắm chứ gì. Hèn chi, em thấy anh ốm và xanh lè hả? Anh thường ngủ sớm chứ. Đêm qua vì anh mới trở về, tâm hồn như vừa trải qua một cơn thay đổi. Dưới sự ồn ào phức tạp của thị thành,
Và sự yên lặng gần như chết liệm ở thôn quê. Với niềm vui đoàn tụ mấy gia đình và kỷ niệm thời ấu thơ đều dâng lên cuồn cuộn trong lòng. Không bao giờ anh vui sướng như đêm nay. Vậy mà mẹ lo cho anh không sống nổi ở quê nhà, vì mẹ nghe lời anh hai bảo là anh đã theo bạn bè làm bậy, sợ có ngày anh bị vướng quả tai nên mẹ muốn anh trở về và lập gia đình tại đây. Anh ba, anh còn nhớ chị Mai ở Phước Định không? Có phải con của ông Hội Đồng Thành? Vậy mà em tưởng anh đã quên chị ấy rồi. Chỗ bạn bè cũng khó mà quên. Ba má định cưới chị cho anh đó. Đừng có nói bậy, bác Hội nghe được không có tốt đâu á. Thiệt mà, anh hai cũng muốn anh cưới chị Mai nữa đó. Trong thơ á, anh bảo má nên cưới vợ cho thằng Thọ, cầm chân nó. Anh ba, có phải khi người ta đã có vợ rồi là muốn sống yên hả anh? Em ngớ ngẩn thật á. Anh có vợ đâu mà hỏi. Dung à, có phải anh muốn hỏi em về cái cô bên nhà đó phải không? Sao em lại bảo anh muốn hỏi cô đó? Hồi hôm á, em thấy anh ngồi nhìn bên đó, vẻ mặt thì thơ thẩn. Có phải anh... Dung, em lại soi bói anh rồi. Dung ơi, có phải em sắp nói những gì mà buổi sáng em chưa kịp nói? Anh thiệt là em có soi bói gì đâu, em chỉ muốn hỏi anh có thấy việc thay đổi của làng này. À, anh thấy có một gia đình ở cạnh nhà ta, nghe tiếng đàn anh biết đó là người qua. Nghe tiếng đàn thôi buồn xa ruột. Anh có biết người đàn đó là ai không? Em làm như anh là thầy bói không bằng vậy đó. Ngồi ở nhà mà đoán quá khứ vị lai. Em tưởng anh muốn tìm hiểu ngôi nhà này. Tiếng đàn ấy là của một người Tàu, là ba của chị Hà Anh đó. Hả? Anh nào vậy? Là một cô gái khôn ngoan, có học, hiền lành. Ủa, anh biết rồi mà. Anh biết hồi nào? Chị Hà Anh đó, biết chưa? Họ về đây bao lâu rồi? Gần một năm rồi. Họ có đất ở bên Cái Sơn á, nên về đây để thâu quê lợi. Sao không cất nhà bên Cái Sơn cho gần? Bên nó lộn xộn lắm anh ơi. Rồi trước kia họ ở đâu? Ba của Hà Anh nó có nhiều phố chợ lớn, nhưng bây giờ không còn nữa. Vì ông ấy ghiền áp phiện á, nên bán hết đi hút. Nhà cô ấy đông trẻ con quá. Em của chị đó. Hà Anh phải lo lắng cho chúng từ chút từ chút, vì mẹ của chị ấy đã qua đời rồi. Tội nghiệp. Ở đời mỗi người mỗi cảnh mà anh. Thôi vào ăn cơm đi anh, má đợi anh đó. Thật là tội nghiệp. Cô Mai à, anh Thọ, anh không ở trong nhà nói chuyện với ba em hả? Bác đang nói chuyện với mấy người cắt lúa. Tôi định về nhưng bác không cho. Mới qua có một ngày à, đã lật đật đồ về rồi. Ở lại làm phiền cô quá. Sáng sớm dậy đã thấy thao nước, bàn chải, khăn xà phòng để sẵn. Biết là cô lo, tôi thật ngại quá. Gì đâu ngại, bạn bè từ thuở nhỏ đến bây giờ mà ngại cái nỗi gì. Ba em mến anh ở lại ổng vui lắm đó. Anh đi lâu quá à, nên bây giờ bác Hội muốn biết rõ anh hơn. Có lẽ bác muốn tìm hiểu anh. Không phải đâu, ba... bông công chúa thơm không anh? Mùi bông thơm quá, nhưng có người gọi cây bông này là bông dầu thơm phải không cô? Người thì gọi là bông sứ, người lại gọi là bông công chúa.
Em thì thích gọi tên công chúa, vì ngày em còn nhỏ vú bảo với em như vậy á. À nãy giờ quên nữa, vú năm đâu rồi cô? Vú chết rồi. Chết rồi? Vú đau làm sao vậy? Vú bị lạc đạn. Trời, tội quá. Thời loạn lạc mà anh, việc chết sống chỉ trong nháy mắt à. Tôi nhớ lúc đó mẹ tôi và Dung chạy qua cái sơn hơn tháng mới được về nhà. Sao gia đình cô chỉ có một ngày? À, dạ, nhờ ba em có quen với ông chủ tỉnh Vĩnh Long. Anh Thọ, tại sao anh có vẻ buồn như suy nghĩ mông lung? Hãy buồn vì cái chết của vô năm. Tôi đang suy nghĩ sự biến thiên của cuộc đời. Cô thấy không, chúng ta đã phiêu lưu từ nơi chân trời sáng đẹp đến chỗ tối tăm mịt mờ đáy vực. Mỗi khi tôi nhìn thấy hoàng hôn là tôi nghĩ đến sự cách chia đổi dời. Có phải anh đang ám chỉ sự gì? Không, tôi chỉ nghĩ là vườn hồng ở đây đẹp quá. Nếu có một ngày cô với ai thành gia thất, cô sẽ cất bước sánh dài cùng ngắm trăng xem hoa nở. Hạnh phúc thật ấm êm, cuộc đời như dòng sông phẳng lặng vô tư. Anh nói em với ai đó thật quá đúng, vì anh đâu có thích cuộc đời phẳng lặng vô tư đó. Tôi... Thưa cô hai, ông bà bảo mời cô và cậu vào dùng điểm tâm. Tôi vào ngay, đi vô nhà đi anh. À kìa cháu Thọ. À cháu, cháu mới qua hả? Ngồi đi cháu, cứ tự nhiên. Dạ, mời hai bác. À, nghe nói cháu thôi học rồi hả ông? Dạ, anh hai cháu muốn vậy. Cậu hai nghĩ đúng đó, thời buổi này nó lộn xộn lắm. Học trò nó hay rủ ren làm bậy, học hành gì được. Con Mai ở nhà nè, bác đã cho nó nghỉ lâu rồi. Hồi bác còn đi học là đâu có kỳ như bây giờ vậy. Học sớt sơ lưu nó quay lắm cháu à. Nó nói trên tay rôm rốp vậy cháu à. Cháu mới về, rồi cháu định sẽ làm gì? Thưa bác, cháu cũng chưa biết nữa. Bà hỏi cái gì mà làm vậy? Thì chỉ chủ kêu nó về là để cho cháu nó trông coi điền đất. Khi chị chủ không ai đơn chiếc một mình, để bọn ta điền nó ăn bớt ăn gian. Thời buổi nông dân tranh đâu với chủ điền. Nếu chẳng có quy thì đừng có mong thâu lúa ruộng. Thật họ đói khổ không lo mà chỉ biết cứng đầu. Bác trị họ yên là vì bác có quen nhiều, nên đã mấy năm rồi mà chẳng có chuyện gì. À cháu về đây nhớ là phải đi trình diện nha. Chỉ đúng phép thôi chứ còn xích răng thì cũng dễ chịu. Thưa bác, vì con không rõ để con về nhà rồi sẽ đến họ sau. Cháu mới về còn quá lạ lùng. Tôi thấy là ông nên phụ giúp nó đi. Để dây dưa tôi sợ khó lòng. Cái đám lính làng nó chẳng gì ai. Dạ cảm ơn bác. Thưa hai bác cháu về, sợ má cháu trông. Ở ăn cơm rồi hãy về cháu. Dạ cảm ơn bác. Để khi khác cháu sẽ ở lâu hơn. Thôi để cháu nó về, sợ chị chủ trông. À, thôi vậy cũng được. Để vài hôm bác qua rồi bác đưa cháu đi. Dạ xin phép hai bác. Ông ơi, ông thấy hai đứa nó xứng đôi vừa lứa quá ông ha. Cô Mai. Dạ. Tôi về nha. Mai cắt bạc hà nấu canh chua cho anh ăn nè. Hồi trước anh thích món này lắm mà.
Không biết bây giờ anh còn thích không nữa. Cô nhớ dài quá. Món đó tôi vẫn thích, nhưng hôm nay tôi không ở lại được, tiếc quá. Bao giờ rỗi rảnh tôi sẽ sang thăm hai bác và cô. Nồi canh chua của em hết ngon rồi. Mai đừng buồn nha, mình sẽ trở qua mà. Anh Thọ, câu anh vừa nói nhắc em nhớ lại 4 năm về trước. Cũng trong một buổi hoàng hôn nắng chiều mờ nhạt, em tiễn anh giả biệt làng quê để đi xây mộng sông. Cầm tay em, anh lưu luyến dặn dò. Đừng buồn Mai nhé, không bao lâu Thọ quay về sẽ đến tìm Mai. 4 năm trời anh mới trở về đây, trong ánh mắt làng môi Mai cảm thấy dường như anh đổi. Cảm thuở âu thơ phai chăng đã nhà phai rồi. Kìa Mai, sao Mai lại suy nghĩ vẩn vơ? Lúc nào chúng ta cũng là đôi bạn, thâm tình trước sau không đổi thay. Trong 4 năm trời nhìn quê hương tan tác đau thương, tôi bỗng dưng như hận như buồn tâm can tái tê, không còn bình tâm suy giờ mờ nhạt. Giờ đấy trước mắt tôi Mai lúc nào cũng dịu dàng tinh khiết, như hoa huệ trắng mà hương thơm ngào ngạt đắm say quyến rũ bướm đa tình. Khách lạ Mai có hiểu tôi không? Em hiểu rồi. Tôi về, hẹn gặp lại. Sẽ gặp lại, anh bảo trọng. Tụi bay ngồi ngoài này đợi tao. Dạ, thầy Nam. Thầy Nam muốn tìm con Sẫm đó hả? Hồi nãy em thấy cổ đi chợ rồi. Tao nói rồi à nghe, tụi bay không được nói Sẫm này Sẫm nọ, rõ chưa? Dạ rõ.
Ông Ban ơi, ông Ban à, ai vậy? Năm Quýnh đây. Ha, thầy Lâm á, à, mời thầy Lâm vào. Ông Ban ở nhà có một mình à? Dạ, tụi nó đi học, con Hà nó đi chợ. Mời thầy Lâm ngồi uống trà. Thầy Lâm ghé chơi hay có vật gì? Hôm qua đi chợ lớn, tôi có mua được một hộp áp phiện hiệu con rồng, nên đem biếu ông Ban để ông dùng với tôi. Đẩy thuốc hạng nhất hiệu con rồng vàng, ông hút nó trong mình sẽ khỏe, dù không phải loại giả đâu. Thầy Lâm lấy với tôi ăn cần trong hậu, tôi cảm ơn thầy nhiều. Chỗ hàng xóm láng giềng với nhau, đừng nói chi ơn. Ông đừng xem tôi người chân kẻ lạ, tôi sẽ tới lui giúp đỡ cho ông. Thầy Lâm thật là hiền hậu dễ thương, tôi là người không cùng chống thật quê hương, mà thầy Lâm vẫn trọng tôi vô cùng xúc động. Nhưng tôi bỏ hút đã lâu, nay tôi hút lại con anh buồn tội nghiệp. Cô hai sợ không có tiền mua thuốc cho nên biểu bác bỏ đó. Bây giờ có cháu, cháu bao cho bác mà. Hút áp hiện mà đầy đủ mập khỏe lắm bác à. Thôi cháu về nha. Dạ thầy Lâm về. Dạ chào cô Hà Anh. Chào thầy Lâm. Đi về. Ba, ông ấy tới đây làm chi vậy ba? Thầy à, thầy Lâm tới thăm ba mà. Ba à, ông nổi tiếng là người nguy hiểm nhất ở đây, ba giao du làm gì? Trời ơi, ba, thì sao hổm rày? Ba đi chợ hoài là ba lén đi hút. Ba, tại sao ba đã bỏ được rồi ba còn hút lại? Ba làm khổ con quá mà. Ây da, Hà Anh, con lừng khóc lửa, con hãy thông cảm cho ba. Lúc sự nghiệp tiêu tan, ba còn gắng gượng lược, vì còn có mẹ con khuyên lân an ủi. Nhưng từ ngày mẹ con bỏ ba lìa khỏi tận gian, ba lâu lấn sóc ta, lửa linh hồn lạ theo bà bay ly. Nếu không có chắc con thì ba sẽ không còn đồng. Chồng rồi lại đến các con uống ly trần cũng lo sợ cho ba. Ba nỡ đâu làm cho mẹ con buồn, cho ngu minh không yên ổn linh hồn. Rồi ba cùng gần xuống mộ, con hãy thương tình cho ba vui. Ây à, Hà Anh à, nếu ba bỏ hút chắc ba không sống được với các con à. Thầy Lâm thầy cho mà không có tốn tiền lâu. Ba, ba ơi, không phải con sợ tốn hao tiền bạc đâu ba, mà con lo cho sức khỏe của ba. Má con mất rồi, tụi con chỉ còn có một mình ba. Ba là người thân yêu duy nhất. Nếu ba có bệnh hệ nào thì các con sẽ như én nhạn lạc đàn bơ vơ cuối cùng. Già nơi chôn cửu nguyên mà con làm sao được yên ổn linh hồn. Như ngày xưa mua bán để cho cha con mình an nhàn trong chăn ấm nềm êm,
miết mài trong cuộc truy quan. Khi sự sáng tiêu tan thì bạn bè ba xa lánh. Ba, lẽ nào ba chẳng nhớ câu nhân tình ấm lành mà còn đi giao du với một kẻ chẳng ra gì? Ây da, ba thấy thầy Lâm tốt lắm mà, thầy Lâm tử tế lắm mà. Ba, ba không chịu hiểu, đâu có ai khi không mà tử tế với ba như vậy chứ. Hà Anh, Hà Anh, con nhỏ lề thiệt. Anh ba, chim khách đó. Chim kêu có gì lạ? Người ta nói chim khách kêu là có khách đó. Ờ đúng đó. Nếu hôm nay khách không đến thì ngày mai, mai không đến thì ngày mốt. Anh ba kỳ quá, ngạo em hoài. Thà để anh ghẹo em còn hơn là người ngoài. Ý, khách đến kìa. Ủa, chị Hà Anh, vô đây chơi chị. Nè, anh Thọ tôi đón. Còn đây là Hà Anh bạn em. Dạ, mời cô ngồi. Thôi, hai người nói chuyện, tôi xin phép. Anh ba, ở lại đây rồi. Dạ, xin anh tự nhiên. Em và Dung cũng như người nhà mà. Chim khách kêu là chị đến. Anh ba anh cãi với tôi là chim đó không có linh. Nhưng chị đến là ảnh thừa rồi. Không linh đúng rồi. Vì ở đây vừa nhà ai cũng có chim đó hết á. Anh ba có đồng minh rồi hen. Dung này. Mới nói là đỏ mặt rồi. Thôi Dung không có giỡn nữa. Chị sang chơi có việc gì vậy? Nhà Dung có đàn phải không? Của anh Thọ em đó. Dạ, chắc anh Thọ có nhiều bản nhạc lắm. Cho tôi mượn được không? Được chứ, cô cũng thích âm nhạc nữa à? Dạ, hồi còn đi học em mê nhạc lắm. Nhưng từ lúc về đây bận bịu quá à, nên không có thì giờ đàn hát nữa. Để em vào lấy nước và lấy tập nhạc ra cho chị lựa hen. Dung lúc nào cũng vui vẻ hồn nhiên. Em cũng muốn vui đùa lắm. Nhưng mà... Nhưng hoàn cảnh đã không cho phép cô vui đùa phải không? Tôi có nghe em Dung kể lại. Nên tôi biết rõ hoàn cảnh của Hà Anh. Đơn độc một mình, hai vai nặng gánh. Lo lắng cha già thêm bầy em nhỏ.
con. Khi ảnh mới về đây á thì anh đã để ý chị rồi. Dung, em nói bậy cái gì vậy? Em có nói bậy hay không là anh biết mà. Dung, cái con nhỏ. Dung lúc nào cũng vui vẻ trẻ trung vậy đó. Anh biết tại sao không? Tại sao vậy hả anh? Tại vì Dung có má và có anh trai. Anh trai mà như tôi thì... À, cô học đến đâu rồi? Dạ, em học ở trung học Pháp Hoa. Con gái mà học lực cỡ đó cũng khá lắm. À, cô lựa nhạc đi. Dạ. Ý, đây là bản nhạc Trung Hoa nè anh. Bộ người Việt cũng hát nữa sao? Hát chứ. Lúc tôi còn đi học, tụi tôi đứa nào cũng ca đi ca lại bài hát Tango Sino này hoài. Nơi chiến trường chàng đến nơ nước, em dám đâu dương bần anh hùng. Cô ca hay quá. À, đây cũng là bản nhạc Tàu nữa nè. Bản Xuân và Tuổi Trẻ của nhạc sĩ La Hối, do một thi sĩ của Việt Nam soạn. Bản này rất được học sinh Trung Hoa ưa thích đó. Riêng tôi lại mến tác giả của nó nhiều hơn. Người là một liệt sĩ. Anh Thọ à, anh cho em mượn nghe. Ý, dư âm. Bản này anh thích nhất nè. Vậy à, mình ca nha. Đêm qua mưa sáng anh đang ôm đàn gieo muôn tiếng tơ. Không gian trầm lắng như âu yếm ru ai trong giấc mơ. Sợi tóc nhẹ buông trăng vờn làn sóng. Yêu em anh nắn cung đàn đầy vơi đôi mắt xa vời. Vĩnh Long sắp về rồi, em phải đi lấy hàng. Nhờ anh nói lại với Dung nghe. Được, cô cứ tự nhiên. Cho em mượn ha. Được nhiều cá không cô? Dạ, không có được bao nhiêu anh ơi. Trước kia tôi thường ngồi đây nhìn ra sông và mơ những chuyến biển du. Những ước mơ của anh có ngày thực hiện được. Còn em... Dòng sông này buồn quá phải không cô? Nhất là những buổi hoàng hôn. Ta nhìn xem giống như những bức tranh tạo được tô điểm bởi họa sĩ tài ba. Tàn cây ngã bóng xiên xiên
những đám mây trắng trong đã đổi màu ngà, ánh nắng cuối cùng như luyến tiếc rời ngàn lá xanh. Không gian kia như ủ rũ buồn, sương chiều lãng nhẹ phủ trùm, cá cũng buồn chẳng thiết ăn câu. Anh thật quá mộng mơ như một thi nhân tình ý sạc sàng, còn em chỉ thấy là cảnh có buồn cũng bởi do ta. Những ngày vui khi đã những mây kia tan tụ giữa trời. Cô muốn nói bởi tôi buồn nên cảnh tình cũng phải buồn theo tôi. Em cũng không biết, em chỉ nói những điều em nghĩ ra thôi. Kìa cậu ba, đang làm gì đó cậu ba? Cậu muốn về tàu phải không? Con sẫm này coi được đó cậu. Anh Thắng, thôi chạy xuồng đi lẹ đấy mày, đừng chọc cậu qua nữa. Ừ, đi 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 nha cậu qua. Cô anh Thọ, anh ngại chuyện đó hả? Không đâu anh, em đã quen chịu, đừng, đâu phải lần đầu tiên. Họ tưởng em không nghe được tiếng Việt nên nói những lời miệt khinh. Em khổ đau nhưng chẳng thốt ra lời, vì nói ra cũng đâu có ích gì. Tôi nghĩ tức thay đám người thiện cận, không hiểu đâu là khinh trọng hèn sang. Tôi muốn bỏ đi tranh điều bực dọc, nhưng nghĩ đến mẹ già thêm bận biểu chút riêng tư. Anh Thọ, em rất cảm ơn anh. Anh Thọ ơi, tuy em là gái Trung Hoa nhưng đã sanh ra trên đất Việt, từ tấc đất ngọn sao bờ tre mái rạ, đâu đâu cũng lưu luyến lòng em một mối thâm tình. Ngài sẽ xóa tan được thành kiến giữa Việt qua, nhưng em không ngờ xã hội này cũng vẫn còn những sự bất công. Họ nhìn gia đình em bằng cặp mắt rẻ khinh, xem như kẻ đang ở đầu ăn nhờ trên đường ly quốc dòng. Hà Anh, tôi nghe những lời đau xót mà thêm náo lòng. Nước bèo gặp gỡ, tình như tri kỷ nguyện không đổi dời. Chỉ có anh với bạn dung, đôi với em ân cần an ủi. Lòng tri ân em nguyện cách ghi, dầu mai sau dù biển đổi tay cũng nguyện tròn câu bằng hữu chi lan. Mình quen nhau chỉ thế thôi sao, gặp nhau rồi sẽ chia xa, chứ đều đắng chuyện mơ hồ. Hà anh ơi, tuy mới quen nhau nhưng tôi cảm thấy giữa tôi với cô như đã có duyên từ kiếp trước. Đôi tâm hồn với bao nguyện ước đều hòa hợp nhau trong niềm giao cảm chân thành.
đinh, biết đâu mà hẹn buổi trùng lai. Ai cô phòng ôm nỗi lòng chờ đợi, kẻ xa xôi cũng chẳng yên trong lòng. Thà gửi nước mây phiêu bồng nỗi trôi, tình chưa trao nhau sao nói câu ly biệt. Chà, cô Hà Anh rỗ rảnh quá ha. Tây Nam, nghe đồn cô không thích nói chuyện với ai, mà sao? Dạ, đây là con bác chủ đối diện nhà tôi. Ảnh ở Sài Gòn mới về. Vậy ha, vậy mà tôi không biết chứ. Tôi về trước nha cô Hà Anh. Dạ. Tụi bay làm việc vậy đó hả? Biết có người lạ về làng mà không ai nói cho tao biết hết. Dạ thầy Năm. Dạ thưa. Dạ cái ông nội mày. Đi. Dung à. Dung. Dạ. Có việc gì không má? Anh ba con đâu rồi? Dạ anh ở trong phòng á, đang đọc sách á. Suốt ngày hết đàn rồi đọc sách. Tao không biết nó tính cái gì đây nữa. Kêu nó ra đây cho má biểu. Má à, ở xứ mình bây giờ nè, anh ba anh đâu có quen ai đâu. Nếu không đàn không đọc sách thì em biết làm gì giờ. Cảm ơn em gái đã biện hộ cho anh. Anh nghe rồi hả? Vậy anh trả lời má đi. Má định sai biểu gì con? Má có sai con việc gì đâu. Má chỉ muốn hỏi con, ngày con đi đến nhà bác Hội, con có gặp được con Mai và tình lý nó ra sao? Tưởng đâu là việc chi làm cho má băn khoăn lo ngại. Con đã gặp Mai và ở đó mấy ngày luôn. Vậy con có thấy là nhân tính họ có đổi thay không? Dạ, họ vẫn như thường rất vui vẻ với con. Đã mấy ngày qua con chưa nói cho má rõ ràng mọi việc. Mấy ngày ở lại chơi con với Mai thấy tình cảm ra sao? Con với Mai thì lúc nào cũng là bạn. Má sao má bận tâm quá vậy? Má không bận tâm sao được. Khi anh hai của con chưa có đứa con nào, nên má muốn con sớm thành giá thất, để má có cháu nổi nối dõi lửa hương và phụng sự ông bà. Ngày tháng trái chín trên cây đợi ngày rơi rụng, nếu có mệnh hệ nào càng đắc tội như tổ tông. Má đừng buồn đừng lo nghĩ vẫn dơ, việc trăm năm đâu phải chỉ một ngày một bữa. Nhưng con cứ nay lần mái lửa, khi con gái người ta tuổi xuân xanh chỉ có một thời. Má muốn nói con ai vậy? Thì con Mai con bắt hội đồng chứ ai. Trời, bộ má quyết định con phải cưới Mai sao? Mà biết bắt hội đồng có chịu gả không mà má tính. Bắt hội đã nói xa nói gần với má, nhưng người ta có con gái, phải đợi mình bước tới trước chứ con. Con mới về, cuộc sống chưa ổn định mà lo việc cưới vợ sao được má.
thì tại cuộc sống của con chưa có ổn định nên má mới muốn con cưới con mai. Vì bác hội có sẵn uy quyền, bác sẽ lo cho con được yên chỗ yên phần. Vì má thấy trong thời ly loạn, số phận của người dân khó thể mà yếu. Nhưng nếu con đã vào gia đình ông hội thì má tin là không ai làm gì con được. Con yên thân để rồi bảo bọc cho em con. Kìa, sao má lại nói những lời bất lợi, trong khi má vẫn còn đang khỏe mạnh. Việc trái nắng trở trời biết đâu mà định trước, con hãy nghe lời cho má được yên tâm. Anh ba, anh cưới vợ cũng vừa rồi, để má khỏi buồn em cũng được vui. Chị Mai và em đều là chỗ bạn bè, đừng vì cánh em chồng xung khắc với chị dâu. Nè, cái vụ này chắc cô nhúng tay vô phải không? Quan cho em lắm anh ba ơi. Má, anh ba nói con suối má kìa. Lớn chồng ngông rồi mà còn ý như là con nít vậy đó. Sao Thọ, má nói nãy giờ con nghĩ sao? Má tính sao cũng được mà. Coi chừng mấy đứa nhỏ nghe. Chị đi hái rau muống á. Nhớ nghe, ba dậy á đem bình nước trà vô cho ba hả? Dạ. Chị Hai à, chị đi ra ruộng chị coi chừng nó. Coi chừng gì? Bữa hổm em thấy tụi thầy Năm bắt con gái của người ta trong ruộng ông ba đằng xa. Em chứ đặt nguyện kiếm điều nói bậy, ba nghe sẽ đánh đòn. Thôi chị đi liền, khéo trưa rồi. Chị Hai. Nè, bữa nay làm gì vậy A Say? Bộ muốn xin tiền phải không? Không phải đâu. Em nói chị nghe, chị đừng nói với ba nghe nha. Bữa hổm thầy Năm vô nằm với ba, cho ba tiền với hộp thuốc, rồi biểu ba gả chị liền đi, chả sẽ đón rước ngay. Rồi em nghe, ba trả lời sao hả? Ba nói được được thầy Lâm cứ việc, cho mai mối tới nhà gộ gả cho thầy Lâm mà. Ba thiệt là. Thôi em ở nhà nghe, chị đi nha. Sáng sớm lạnh lắm, đi lên đi, để tôi biểu tụi này nó hái dùng cho. Dạ, không có sao. Dạ cảm ơn thầy Năm. Cô không sợ đĩa à? Thật, xuống hái rồi uống dùm cô anh đi. Về ta cho thuốc hút. Cô lên đi, tôi hái cho, đĩa nhiều lắm đó. Lên đi cô, để lần thịnh nó xuống nó hái cho. Dạ cảm ơn, làm mất công mấy ảnh quá à thầy Năm. Cô thiệt là kỳ. Tôi quen gia đình cô đã mấy tháng nay rồi mà cô cứ kêu thầy Năm hoài, tôi buồn lắm. Tôi muốn được cô đối với tôi như chỗ thân tình. Nếu
không bạn bè cũng nghĩa anh em. Dạ tôi chẳng có dám đâu khi thầy Năm là người có chức có quyền, tôi phải giữ gìn bổn phận. Dạ chứ đâu dám trèo cao rồi té nặng. Xin cô đừng e ngại rẻ chia, được giúp cô là nhà tôi mãn nguyện lắm rồi. Cô có biết rằng ở làng này cô là người tôi yêu quý nhất. Khi mới gặp cúi đầu tôi đã thấy lòng cảm ơn. Dạ cô hả anh, cô có sao không? Thì Năm mà, thì đừng làm vậy, không có tốt đâu. Cười gì? Hái rau muống mà có gì đâu mà cười. Về trước đi. Dạ. Xin lỗi cô, ra rau nè cô, ngon lắm á cô. Cảm ơn mấy anh nghe. Đi về đi tụi bay. Dạ, thầy Năm về. Em dẫn cho nó về trước thầy Năm. Dạ, tôi cũng về, xin phép thầy Năm nghe. Còn sớm mà, mặt trời mới lên. Dạ, tôi còn phải dọn hàng để bán nữa. Hà Anh giỏi quá, một mình mà nuôi hết cả nhà. Dạ, tại nghèo biết làm sao. Thầy Năm mà, chẳng lẽ tôi để em Út nó đói. Nhiều đêm đi tuần thiệt khuya, thấy Hà Anh còn thức, mai giá quần áo cho các em rồi tính sổ sách. Tôi cảm động quá, nhớ lại thuở nào tôi vừa bị mất cha. Mình tôi quản dưỡng bầy em, bà con quyến thuộc vô tình có khổ đau mới biết thương người. Thầy Năm, tôi xin cảm ơn thầy nhiều, sẽ mong ân nhắc để làm gì. Tôi chỉ mong là cô chẳng vô tình đáp lại tình tôi. Hà Anh, ba của cô hứa gả cô cho tôi, nhưng tôi muốn biết ý cô thế nào. Dạ, nói chuyện cũng đã lâu, thầy Năm để tôi về nghe. Kẻo thiên hạ người ta dị nghị á. Tôi hiểu ý cô rồi, yên tâm đi, chẳng ai dám nói gì đâu. Cô nên biết, tôi mà nói một tiếng là cả nhà họ tan quan hết. Thầy Năm, thầy làm gì vậy? Cô không ưa tôi à? Thiệt sao? Cũng không hề gì, trong làng này chưa ai dám ghét tôi đâu. Dường như hắn muốn hăm dọa mình. Vậy mà không kêu mình đi chứ ha. Xấu quá. Mình đi sớm lắm, Dung còn ngủ, cửa còn đóng mà. Đóng thì gọi, tại chị không muốn rủ người ta. Dung giận chị rồi đó. Dung à, tôi... Em kỳ ghê, đang ngủ trưa còn trách người ta nữa. Ai ngủ trưa? Người ta thức nấu nước cho má hồi trời chưa sáng lận. Thấy anh còn ngủ nên tội nghiệp không mở cửa đó. Con nhỏ này thiệt à. Thôi, mình xin lỗi, hôm khác mình sẽ... Thôi, mình về nấu cơm nghe. Anh Ba, anh biết ai đó không? Anh định hỏi em đó. Hắn làm gì nhìn qua nhà mình hoài vậy? Năm Quýnh đó. Hắn làm thông ngôn cho sếp răng, dữ lắm, giết người như chơi vậy đó. Thông ngôn quyền hành gì mà giết người? Trời ơi, anh Ba không biết á, mình ở nhà quê lại là nơi hẻo lánh,
lúc nào cũng bị ức hiếp. Họ thương thì nhờ, họ ghét sẽ tan thầy. Một tiếng báo quan là sẽ bị tội tù. Anh biết không, có khi còn bắn bỏ liền tay á. Ghê đến như vậy sao? Riêng em thì nhờ em có học tiếng Pháp rành nên hắn chẳng dám động gì đến em á. Nếu không thì đã chết với nó lâu rồi. Nếu nó khôn hồn á thì đừng chạm tới anh. Ý anh ba ơi, em cho anh biết nó là một hung thần á, anh nên nhịn nhục là hơn. Anh đâu có làm gì mà sợ nó. Trời ơi, nó ghét ai á thì không tội cũng thành có tội. Anh thật không ngờ. Cậu ba ơi. Ủa chú Sáu, bữa nay không đi cái bè sao? Hôm nay nghỉ một bữa. Cậu ba à, có chuyện gì vậy chú Sáu? Cậu có mít lòng gì với thầy Năm Thông Ngôn không? Anh ba tôi mới về, đâu có quen với ổng đâu mà mít lòng. Thầy Năm mới hỏi cậu đó. Hỏi chuyện gì vậy chú Sáu? Ông hỏi cậu á, từ đó tới giờ đi đâu, bây giờ mới về đây, có phải theo đám bạo động ở Sài Gòn? Thật khốn nạn, muốn nói gì thì nói à. Tôi bảo cậu ở Sài Gòn chỉ đi làm mà thôi. Ông lắc đầu tỏ vẻ không tin đó cậu. Tôi đến liền để báo cậu hay, nếu có sự gì cậu lo liệu ngay đi. Thời loạn ly chịu khổ trăm bề, hay là anh đi trình diện liền cho mọi việc êm xuôi. Cô Tư nói phải đó, cậu nên đi trình diện đi. Thôi tôi về nghe, tôi về nghe cậu ba. Cô Tư tôi về luôn nghe. Dạ dạ. Em hiểu tại sao Năm Quýnh không ưa anh rồi. Sao vậy? Tại vì người đẹp Trung Hoa đó. Em nói cô Hà Anh à? Ừ. Năm Quýnh theo đuổi chị Hà Anh lâu rồi mà chẳng được chỉ lưu ý tới, nên hắn ghen tức với anh đó. Anh với cô Hà Anh đâu có gì đâu. Không có cái gì, nhưng mà cảm tình chút chút thôi. Đừng có nói bậy, lỡ Hà Anh nghe được cô sẽ giận. Khổ quá, đương khi không rồi bị thù ghét lãng nhách à. Không có quan đâu. Dương, Dương, cái con nhỏ này. Mở cửa, mở cửa, mở cửa nhanh lên, mở cửa, mở cửa nhanh lên. Anh ba, anh Thọ, anh Thọ ơi. Gì vậy Dương? Em biết ai đập cửa nữa. Mở cửa nhanh lên, mở cửa, sếp tới rồi, mở cửa nhanh lên. Trời ơi, chết rồi, tụi nó tới. Mở cửa đi con. Phải tên này không? Đây là gia đình bà chủ thân, cô quen với ông hội đồng bên phủ định. Có việc gì mà các ông bao vây nhà tôi? Có người tố cáo trong nhà này có chứa phiến loạn. Thằng này là ai? Là anh ruột của tôi, ở Sài Gòn mới về đó. Nói láo, ở Sài Gòn về tại sao lại trốn lắm? Tôi trốn tránh bao giờ? Không trốn tại sao mấy ngày nay cậu không đi trình diện? Có phải cậu ở trong tổ chức học sinh bãi khóa vụ Trần Văn Ơn? Các ông xem mặt mà đặt hình dung, tôi ở Sài Gòn đang làm việc. Hôm nay tôi về đây là để thăm mẹ với em tôi. Cậu Năm ơi, mình là chỗ quen biết lâu nay. Nhà thờ của ông già cũng để mấy cậu ở luôn. Tôi chẳng biết xử sự ra làm sao, vì đây là do người ta mạnh. Má à, má đừng lo cho con, Dung hãy săn sóc mẹ giùm anh. Các người muốn làm gì thì làm đi. Có thể chứ, dám làm thì dám chịu. Đưa về nhà giết. Mày đâu? Còng tay nó lại. Đưa đi. Thọ, anh ba. Thọ, anh ba. Trời ơi, con xa vào tay của bọn nó, chỉ có nước chết mà thôi. Má, má đừng có khóc nữa má. Để con qua năn nỉ bác hồi á má. Ờ, quên nữa, để má đi. Má, giờ này khuya rồi, chưa đi được đâu. Trời ơi,
Đợi tới sáng mũi cắn anh ba con chết. Dung ơi, chị Dung ơi, chị Dung. Chị Hà Anh, chị Hà Anh ơi. Dung ơi, có phải anh Thọ, anh bị bắt rồi? Má em đang khóc kìa. Trời ơi, bây giờ tính sao đây hả Dung? Má em định qua cho bác hội đồng hay ông hội đồng bên Phước Thịnh hả? Nhưng mà liệu ông ta có chịu giúp anh Thọ không? Giúp chứ, vì anh Thọ có thể là là gì hả Dung? Là vì bác hội thương anh Thọ lắm. Nhưng mà họ lấy cớ gì bắt anh Thọ chứ? Năm Quýnh nó cố tình hãm hại anh Thọ nên nói có người mạch ảnh là phiến loạn. Chị biết tại sao Năm Quýnh muốn hại ảnh không? Không, sao vậy Dung? Tại vì Năm Quýnh đó nó thương chị, nó sợ anh Thọ chiếm mất chị đó. Trời ơi, không lẽ thật đó? Chị đoán cũng biết mà. Trời ơi, tôi đâu có ngờ lòng người ta đầy bao gian trá để khổ cho anh lao tù dẫn thân vì tôi. Dẫu yêu thương tình anh ấy dẫu che trong lòng, ngờ đâu lũ bào hành riêng tình nhau. Hà Anh, chị Hà Anh. Tội nghiệp, con bé cũng có lòng quá. Thôi, má đi Phước Định nghe con. Trời gần sáng rồi, biểu con Năm nó đốt đuốc đi với má. Hay là để con đi với má hả? Không được đâu, con ở nhà đi. Nè, nhớ đóng cửa nẻo cho kỹ nghe không con? Dạ. Chị Năm ơi, đốt thuốc đi với má tôi kìa. Cầu trời Phật phù hộ cho anh Thọ con tai qua nạn khỏi. Đây là căn nhà thờ ngoại đã xây lên làm nơi hương quả thờ cúng ông bà. Tại đây ngày xưa chứng kiến cảnh đầm ấm yên vui của con cháu trong một gia đình sung túc. Ngoài con ngờ đâu tường cao cửa kính nay đã hoang vắng tiêu sơ. Chuông tôn nghiêm nay thành nơi giam hãm tội tù. Biết bao người đã vào đây chịu đòn roi tra tấn tại nơi này. Sao dời vật đổi ta thương bà con quyến thuộc ly tàn, bao nông nỗi ai bài, người với người đành hại nhau. Than thở cái gì vậy cậu ba? Công nhận cậu bảnh trai thiệt, hèn chi nhiều cô gái mê cũng phải. Thì ra là vậy, tiểu nhân. Mày nói cái gì? Chưa có chứng cớ buộc tội tôi, anh đừng có sắc láo. Lính, dạ. Đem hắn xuống nhà kho cho tao. Dạ. Năm Quýnh, rồi anh sẽ ân hận đó. Ân hận? Còn lâu. Mày không biết là chỗ này chỉ có tụi tao thôi, mày lấy ai mà kêu cứu? Nếu mày mãi cứng đầu, tao sẽ thảo tra cho tới chết
hãy sẵn sàng khai đi. Mai ra tao cho mày được sống, dẫu có chết cũng cam đành, vì tôi đâu biết gì mà khai báo. Nếu chẳng chịu khai thì tụi bay cứ đánh tao cái nhiệm vụ này. Cứng đầu hả mày? Cứng đầu nè. Mấy người. Thầy Năm ơi, ông sếp đang gọi thầy. Còn tên này à, thầy để đó cho tôi. Mày đỡ đòn cho nó phải không? Không phải đâu, tôi sợ nó có bề nào. Đến tay ông hội đồng mình sẽ gặp khó khăn. Tao dư biết chuyện đó. Nhưng nếu nó nhận tội thì ông làm gì được tao? Tôi sợ cậu ta không nhận tội mà bị đánh đập như vậy. Ông hội đồng không có nhịn mình đâu đó. Ông vừa hơi ông chủ tỉnh, thế lực mạnh lắm đó. Mày muốn tao giao nó cho mày? Bộ mày quay hơn tao hả? Trời ơi, thầy Năm ơi, thầy Năm nói vậy là chết em rồi. Thầy Năm biết không, hồi đó đó em có ở cho bà chủ, để em thử dùng cái chỗ thăm tình dụ cậu, rồi cậu có chịu nhận tội không? Được, tao giao nó cho mày đó. Nó không chịu ký thì mày cũng đi luôn đi. Đi tụi mày. Cậu ba, trời ơi, nó đánh cậu tàn nhẫn quá. Tại sao cậu lại bị như vậy? Tại sao cậu lại bị bắt như vậy? Tôi cũng không rõ nữa. Em tôi nó nói Năm Quýnh hại tôi là tại Hà Anh. Hà Anh? Con Sẩm bán nước ở ngoài chợ chứ gì. Thầy Năm mê con đó lâu rồi. Cậu ba, hay là cậu... Tôi với cô ấy có gì đâu. Anh vào đây lãnh lĩnh Năm Quýnh, buộc tôi ký nhận tội phải không? Không, cậu ba ơi, tôi không nỡ thấy cậu bị roi đòn khảo tra, nên tôi lãnh lĩnh để vào khuyên can. Muôn quan binh tôi phải làm liều, chớ cậu ký vô thì phải tối tù. Nó đưa cậu về Vĩnh Long là hết đường can thiệp. Khi ông hội đồng thay thì cậu đã nát thay. Nếu anh tha tôi thì anh phải gánh tội, vì Năm Quýnh là đứa độc ác nhân tâm. Có nhầm gì đâu, miễn cậu khỏi bị đánh đập thì... Tao nghi là đúng mà. Mày định thông đồng với nó hả? Mày coi thường tao quá hả Thinh? Trời ơi, chết tôi, đừng đánh cậu ba nữa, đừng. Năm Quýnh, mày muốn sống gặp má mày với em mày thì ký vô. Nếu không thì một trận nữa, má mày có tới chỉ để hốt xương mày thôi. Cậu ba ơi, ký đi. Ký đi, tụi bay sẵn sàng. Nếu nó còn ưng ngạnh thì đánh chết luôn đi, tao chịu trách nhiệm. Cậu ba ơi, bà chủ và cô Dung đang đợi cậu ở nhà, ký đại đi cậu ơi. Dạ, thưa ông Hội, ông Hội định qua nhà bà chủ phải không? Phải, tôi đi ở bên đồn về. Vậy ông Hội có gặp ai không? Sếp Răng thì đi vắng, còn thái độ của Năm Quýnh thì dễ ghét lắm, cho nên tôi bỏ về đây. Giả lại nó đưa giấy của thằng Thọ ký nhận tội rồi. Còn nói năng gì nữa.
vụ cậu Thọ chẳng có gì mà rắc rối quá ha. Nghe đâu thằng Thinh cháu tôi đem qua cũng vì binh cậu mà bị nhốt luôn rồi. Tôi nói rồi, ăn thua với năm quýnh không có được đâu. Vậy ra thằng Thọ nó gây sự với năm quýnh à? Dạ, không có chính thức gây gỗ, nhưng tranh nhau con nhỏ đó còn nguy hiểm hơn nhiều. Chú nói cho con nhỏ đó, nhưng mà là cái con nhỏ nào? Con của ông ba bên xóm chợ kia, nên mới có chuyện xảy ra. Năm quýnh hỏi thăm cậu Thọ, tôi biết là có chuyện, tôi cho cậu hay mà cậu cứ ý ý. Thật là hết nói cho cái thằng này. Mới về có mấy bữa mà đã bày đặt có mèo rồi. Có chuyện xảy ra làm mất công cho tôi, phải chạy tới chạy lui. Xin ông đừng tức giận, dù sao cũng cứu cậu. Tội nghiệp cho bà chủ thân bà rầu bà bệnh hoạn. Chú yên tâm đi, nói thì nói vậy, chứ dù sao thì tôi cũng phải ráng cứu nó. Thôi tôi đi nha. Dạ ông Hội đi. Mình phải xem con sẫm này chim sa cá lặn thế nào mà thằng Thọ nó phải vì nó mà lao đao. Dạ, dạ mời ông vào quán uống nước. Ủa, ông ta là ai mà đến nhà bà chủ sớm quá vậy kìa? Chắc ông ta định can thiệp vụ cậu ba Thọ. Ông hội đồng bên Phú Định đó, cô không biết sao? Ủa, vậy hả? Hà Anh thiệt là tệ á. Từ hôm anh ba bị bắt cho tới bây giờ, không hỏi thăm một tiếng, mà mặt thì cứ dửng dưng như không có chuyện gì vậy á. Ý, bác Hội qua kìa má. Dạ, mời anh Hội vào. Dung à. Dạ. Pha trà đi con. Dạ. À, tôi vừa ở bên đồn qua đây. Anh có gặp thằng Thọ không vậy? Dạ không. Có bộ thằng Năm Quýnh nó muốn ăn thua với tôi. Khổ nỗi là sếp Răng là đi lên tỉnh rồi. Dạ, mời bác Hội dùng trà. Ừ. Vậy rồi việc thằng Thọ thế nào anh? Cái chuyện này đáng ngại lắm chị chủ à. Cháu Thọ không biết có làm gì trong cái vụ của trò ơn không, mà nó đã ký nhận tội. À, tôi có đọc cái tờ khai có chữ ký của nó. Nó nhận tội? Trời ơi, chắc tại Năm Quýnh ép ảnh đó. Chuyện thì chưa biết ngã ngũ thế nào, nhưng lúc qua bên chợ tôi có nghe họ nói chuyện, dường như là Năm Quýnh nó đang đeo đuổi cái con sẫm ở đây, rồi thấy cô ta quen với cháu Thọ cho nên nó ghen tức mà nó muốn hại cho bỏ ghét. Dạ, dạ không phải đâu anh, họ nói bậy thôi. Con Hà Anh nó quen với con Dung tôi, còn thằng Thọ nó mới Sài Gòn về, nó đâu có biết. Cháu chắc là Năm Quýnh tra tấn bắt anh cháu phải nhận tội. Bác, con xin bác nhờ ông chủ tỉnh can thiệp giùm. Anh con vô tội mà bác. Chắc không dám nhờ tới ông lớn đâu cháu. Thằng Thọ nó khờ quá. À, mà tại sao mà nó lại đi nhận tội chứ? Trời ơi, vậy chắc là thằng Thọ phải chết rồi. Thọ ơi, sao con chẳng thương cho mẹ suốt đời khổ đau với con. Thân xác khô gầy như trái chín trên cành, chẳng may anh Thọ gặp điều không may, chỉ sẽ khổ hơn ai.
Nhưng thằng Thọ nó xin anh bớt giận vui hờn, cứu giùm con tôi thoát nạn. Ân thâm với tờ biển trời, suốt đời tôi xin ghi tạc. Xin chị đừng xót đau, cháu Thọ sẽ về trong năm nay mai. Tôi về rồi tôi sẽ ghé lại xếp răng liền. Không sao đâu, chị chủ cứ yên tâm đi. Dạ, tâm sự nhờ anh. Thôi, tôi về. Chào chị. Bác về nghe không cháu? Dạ. Không biết bác Hội có giúp anh con được hay không. Má khổ quá, khi không cái có chuyện gì nè. Má, xếp răng đã từng ăn lễ lộc của bác Hội, thế nào cũng dĩ nể mà. Con Hà Anh nó kiếm ai kia kìa. Con ra nói với nó đừng có lảng vảng trước nhà của mình nữa. Thằng Năm Quýnh mà nó kiếm chuyện thì khổ nữa đó. Chuyện gì đó chị? Dung à, anh Thọ thế nào rồi? Anh bị tù chứ thế nào? Có gì không? Tôi còn bận công chuyện. Chị Dung à, tôi có làm gì cho Dung buồn không? Bộ Dung giận tôi hả? Đâu có gì mà buồn giận chị. Chị hỏi thăm anh Thọ thì tôi trả lời rồi đó. Tôi biết, tôi biết Dung đang giận tôi mà. Dung hiểu lầm tôi chuyện gì phải không? Anh Thọ bị như vậy, còn Dung thì lạnh nhạt. Tôi buồn lắm. Chị cũng biết buồn nữa sao? Tôi tưởng đâu chẳng ăn thua gì tới chị chứ. Từ lúc anh ba tôi bị bắt, má con tôi đau buồn khổ sở, nát trí lao tâm tìm phương giải cứu anh thoát cảnh giam cầm. Thì chỉ vẫn ung dung hấn hở xa vào, cười cợt người này lả lơi với người đó. Việc xảy ra rối bời mà chỉ vẫn thờ ơ. Chị cũng biết là anh tôi vì chị mà bị bắt quan, xa vào tay Năm Quýnh thì không còn đường sống. Tội nghiệp cho anh tôi phí một thời xuân mộng, trao gửi tình yêu cho một kẻ vô tình. Dung ơi, tôi biết nói sao đây cho Dung hiểu. Trần đời ai biết cho lòng ai, khi đời tôi sinh trong cảnh nghèo tôi, tâm thân phải lo cho gia đình, vui chỉ vui bên ngoài mà lòng thì này trở nên quan trọng. Đêm tàn nghe tiếng vô lai, mơ màng tưởng tiếng đàn ai đêm nào. Chị Hà Anh, em xin lỗi chị, vì nóng ruột anh mình nên em có những lời phũ phàng không phải. Tình bạn chung ta đã bao năm dài gắn bó, lẽ đâu vì một chút hiểu lầm mà tan vỡ hay sao? Tôi rất cảm ơn Dung. Chị Hà Anh,
chuyện gì vậy? Thì năm tới rồi kìa. À, em nói chị. Cô Hạnh, khỏe không? À, dạ, thầy Năm ngồi chơi. À, thầy Năm uống gì? Tụi bé uống gì kêu đi. Hà Anh tính hết cho tôi nha. Vậy cô cho rượu với đồ nhắm đi. Thầy Năm đãi tụi này không thầy Năm? Phải, cho thả ga đi. Cô Hà Anh ơi, hôm nay là tôi đã trong mình lắm. Chớp cổ được thằng Anh, còn con em nữa. Tụi này nó làm phách lắm, không thoa vào mặt tụi nó không được. Ê, dạ, thầy Năm nói ai vậy? Đám con của bà chủ chứ ai. Tụi nó ý có học hành nhiều rồi lên mặt ta đây. Tưởng nói chuyện với sếp tôi là tôi không dám động tới hả? Ông trời ở làng này tôi cũng bắt giam như thường. Đúng rồi, thầy Năm ở đây là số 1 mà. Vô thầy Năm, vô thầy Năm. Cô Hà Anh biết thằng Thọ không? À, dạ biết. Nhưng hình như cậu ấy bị bắt rồi. Tôi bắt đó. Nó tưởng quen biết vô hội đồng là mạnh hả? Nó lầm rồi. Năm Quýnh này không ngán ai hết. Không lẽ người ta không có tội cũng bị bắt sao thầy Năm? Không có tội thì làm cho nó có mấy hồi. Vớt một trận là đâu vào đó thôi. Sao lại lắc đầu? Cô không tin nữa. Dạ không. Tôi chỉ không ngờ thầy Năm lại quyền quy đến như vậy. Lỡ tôi có gì phật lòng thầy Năm, xin thầy Năm bỏ qua giùm ngang. Với Hà Anh thì tôi đâu có dám. Cô Hà Anh biết không, tôi yêu tôi quý thương cô. Từ ngày tới đây tôi mê nhan sắc của cô. Lòng tôi đang ước mơ sau này cùng cô vui sống chung. Thầy Năm đừng có đùa vui nữa. Quyền quy như thầy thiếu gì gái xinh. Nhưng tôi đã lỡ yêu cô một mình cô thôi. Ba cô cũng biết tôi thương và ông hứa rồi. Nhà tôi đang rối ren trăm bề, làm sao vui với ai? Lòng tôi đã quyết không đổi, đừng hòng ai lấn chen. Sao tự nhiên cảm thấy buồn quá vậy hả? Tụi bay đâu? Yeah. Về vớt thằng đó một mách cho đỡ buồn coi. Thầy Nam à, thằng đó nó yếu như cọng bông tiêu. Bao nhiêu đó đã làm cho nó dở sống dở chết rồi. Làm nữa sợ nó chịu không nổi thầy Nam mà. Chết thì trốn đi. Thầy Nam. À gì đây, quên nữa, chưa tính tiền hả? À tiền chung hết đó. Thầy Năm mà, không phải tôi đòi tiền. Tôi muốn nói. Vậy là cô muốn nói chuyện riêng hả? Được. Tối nay tôi qua thăm ông Ban luôn. Khoan đánh đã nha tụi bay. Nó cố tình đem mạng sống của anh Thọ ra uy hiếp mình. Mình phải làm sao đây? Thọ ơi, em không thể để anh chết được. Nếu tụi nó muốn đưa cậu đi, cậu đừng có đi nghe. Nếu chúng lôi tôi đi thì sao? Cậu cố sức la lên để cho dân làng biết. Ở đời ai có một lần chết, chỉ tiếc là mình chết hơi lãng. Anh Thinh, kể như tôi với anh vĩnh biệt. Thưa thầy Năm, tôi dẫn cậu Thọ tới rồi. Ngồi xuống ghế đi. Anh ra ngoài, có việc cần tôi gọi. Dạ. Sao? Anh có biết ai có đủ quyền hành ở làng này rồi chứ? Vẫn còn cứng đầu hả? Muốn tôi gửi hồ sơ lên Sài Gòn để ở tù rụt xương khóc. Mà thôi, tôi nghĩ tình, tôi sẽ hủy bỏ hồ sơ của anh với một điều kiện. Điều kiện gì?
cũng không có gì. Anh chỉ cần ký nhận là từ hôm bị bắt tới nay, anh được đối xử tử tế, rất tử tế. Nghĩa là không hề bị đánh đập gì hết. Anh sợ tôi ra ngoài sẽ thương ngược lại anh chứ gì? Tôi không sợ ai cả. Bộ anh tưởng tôi muốn thả anh ra lắm mà. Còn lâu. Nếu tôi không vì lời hứa với... Lời hứa? Chắc nó hứa với bác Hội. Anh thả tôi còn anh Thinh. Anh nên lo cho thân anh trước đi. Tôi không phải là kẻ ham sống một mình. Anh không thả anh Thinh, tôi không có ký đâu. Được, anh ký đi. Tôi hứa thả nó nghe. Được rồi, anh có thể ra về. Nhớ kỹ, đừng lôi thôi với tôi lần nữa mà không xong đâu. Không phải mình anh mà cả gia đình anh nữa đó. Tôi không hăm dọa đâu. Thạch Mi, thầy Nam gọi. Thả tên này, trả đồ đạc cho nó. Thả nó thầy Nam. Sao đứng đó? Đưa nó ra ngoài. Rồi gọi thằng Thịnh lên đây. Lạ quá, sao bỗng dưng thầy Nam dễ như vậy kìa. À, chắc có ai can thiệp đây. Tôi muốn gặp anh Thinh một chút được không anh? Được, anh ngồi đó đi, tôi xuống dẫn nó ra. Chuyện một chút thôi nha mày. Dạ. Cậu ba, cậu được thả ra thật rồi hả cậu ba? Trời ơi cậu ba ơi, tôi mừng lắm. Thật là phước đức quá. Tôi về trước nghe anh Thinh. Chừng nào rảnh anh ghé tôi. Có chắc tôi cũng được thả ra không cậu? Chắc chứ, Năm Quýnh hứa với tôi mà. Tôi nghĩ chắc bác hội đồng can thiệp cứu tụi mình đó. Thôi, tôi cũng cảm tạ trời Phật phù hộ cho cậu tai qua nạn khỏi. Cậu về trước đi, chắc là bà và cô Dung đang chờ cậu lắm đó. Thôi mày cũng phải về mau, kẻo làng chàng tao lại bị rầy. Thầy Năm chẳng dễ đâu, hồi mưa lúc nắng chẳng biết làm sao. Xuống xuồng thì không ai chèo chống, chẳng lẽ cậu chờ từ đây cho tới sao? Nếu không ai chèo thì cậu phải đợi chứ biết làm sao đây. Anh cứ vô gặp thầy Năm đi, cùng lắm thì tôi lội xong về. Tính vậy thì tốt đó. Thôi đi mày. Dung, con đâu? Má, con nè má. Thọ, con của má. Con ơi má, những tương đã mất con. Ai ngờ đâu mẹ con mình con được đoàn viên. Má, má ơi,
mẹ con mình mừng được xuân về. Con chúa giáng bình người, đen trắng khó biển phân. Nếu không có bác hội đồng, con sẽ suốt đời trong cảnh trầm gian. Dạ con biết rồi má, vài bữa nữa con sẽ qua tạ ơn bác hội và thăm chị Mai nữa chứ. Nghe tin anh bị bắt, chị ấy khóc quá chừng à. Thiệt hả em? Mai có qua đây nữa à? Tội nghiệp. Con ở đây nói chuyện với anh của con. Má vừa biểu năm nó bắt dịch nấu cháo cho nó ăn, hổm rài nhịn thèm nhịn khát dữ lắm rồi đó. Có gì lạ không em? Dạ đâu có gì đâu. Chỉ có điều là nhờ anh bị bắt mới thấy rõ được lòng người. Chị Mai yêu anh thấy rõ luôn á. Còn cô bạn gái của em không hỏi gì anh sao? Anh ba, em muốn anh từ nay đừng nhắc tới cái thứ gái hư thân mất nết. Anh nên để thì giờ nhớ đến chị Mai, chỉ yêu anh hết dạ hết lòng. Còn hà anh thì cứ dừng dừng, chẳng một tiếng hỏi han. Đêm qua cùng năm huynh cười gần, họ lả lời thân thiết bên nhau. Dung mà thái độ em anh thấy như thế nào? Sao lại bất bình với bạn đã thân quen? Nếu thật hạ anh có thay đổi cũng chẳng can gì, anh khỏi nặng lòng thắc mắc gì cô ta. Kia kia kia, Năm Quýnh tới nữa đó. Anh nhìn xem, một lát anh sẽ rõ cái lời em là đúng. Nhìn làm gì? Mình không xem cô ta là bạn nữa thì thôi, cần chi bận trí. Thôi anh đi tắm rồi nghỉ một chút à. Anh được về nhà, tôi mừng lắm. Tôi không biết nói gì hơn là cầu chúc anh may mắn. Chỉ anh đừng hiểu lầm tôi. Bao giờ tôi cũng mến anh. Hà anh. Anh lại xem thơ của con Sẩm đó nữa hả? Coi chừng đó nghe, coi chừng Năm Quýnh nó kiếm chuyện đó. Sao em lại gọi người ta như vậy? Bề nào hả anh cũng là bạn của em mà. Em không làm bạn với cái thứ đó nữa. Anh không bằng lòng thái độ của em. Hả anh đâu có tội gì, sao tự dưng em lại hẹp hòi như vậy? Em đã nói em không có bạn với nó mà. Em chỉ nhắc nhở anh coi chừng con Sẩm đó. Dung, Dung. Kìa, chị Mai. Nói nhỏ nhỏ để anh ngủ chứ. Được mà chị, 8 giờ rồi. Cứ để anh ngủ đi, mình ở chơi lâu mà. Nghe chị Năm báo tin mừng đó, tôi muốn đi hồi hôm lận. Má sợ không có cho. Anh bệnh nhiều không Dung? Uống thuốc thì tư anh bớt nhiều rồi. Hôm mới về, anh bèo nhèo, mình mấy bầm tím hết à. Trời ơi, tụi nó khốn nạn lắm mà. Ba tôi nói Năm Quýnh á, khôn hồn thả anh Thọ ra. Nếu không hả, ông cho ở tù rụt xương luôn á. Kìa, cháu Mai. Dạ. Cháu qua thăm thằng Thọ phải không? Vô đây cháu. Dạ. Thọ ơi, Thọ. Nè, cháu Mai tới thăm con đây nè. Dạ, con nghe rồi. Đỡ chưa con? Dạ đỡ rồi má. Chào cô Mai. Dạ, chào anh. Hôm nay anh khỏe chưa? Dạ khỏe rồi, cảm ơn cô. Thôi, cháu ở đây chơi với nó. Dung à, đi ra làm sao rồi má chỉ món cá hấp cho con. Con làm xong rồi cho anh ba con với chị Mai con ăn. Nghe, đi. Dạ. Thọ
Thật làm phiền bác hộ già cô Mai quá. Thật là quả gửi tai bay, tôi có ngờ đâu việc xảy ra thật đột ngột vô cùng. Bọn chúng đến bắt liền đi, chẳng kịp trở tay, đem xuống nhà kho chúng trà tấn cả mấy ngày liền. Chết đi sống lại mấy lần, cùng thế phải khai. Đêm tuôn đâu ba đã bỏ anh chịu chết trong tù, vì ông nghe đồn anh lẻo tẻo với người ta. Một cô gái Trung Hoa thiện anh với nằm huynh đã tranh giành, thằng bắt anh là để được một mình chiếm đoạt nàng ta. Em không tin vì anh chẳng đời nào lại đi tranh chấp với năm huynh, chỉ vì một cô ban nước đá. Tôi chưa hề mơ tưởng gì trong hạnh phúc tương lai của ban nước đá kia, chỉ là bạn của em Dung. Sự thật đối với Hà Anh, tôi không có lý do gì để khinh thường nàng. Sự giàu nghèo đã trở thành vô nghĩa trước cảnh loạn ly giặc giả. Như vậy là tôi chỉ biết Hà Anh qua em Dung thôi, chứ anh không yêu cô ta. Tôi không thể yêu một người con gái đang có kẻ khác đeo đuổi. Hiện tại Năm Quýnh đang mê mệt Hà Anh, dù hắn chẳng có quyền hạn gì, tôi cũng không bao giờ tranh đoạt với hắn. Anh Thọ, vậy mà em... Đối với gia đình cô, không biết đến bao giờ tôi mới đền ơn đáp nghĩa. Anh Thọ, anh đừng nói đến điều ân nghĩa. Anh không hiểu là ba má em thương anh đến thế nào sao? Còn em, khi nghe anh bị bắt, em như đứt từng đoạn ru. Nhớ đến lúc anh bị khảo tra da thịt, em nhất buốt tưởng như mình đã bị cành roi đòn. Đêm từng đêm em không ngớt lệ căm hờn, nếu không có ba ngăn cản em đã đến tận nhà giam để cùng anh chia sớt nỗi gian lao. Mai ơi, lòng mãi đối với tôi thật vô cùng cao quý, ngoài tình bạn thuở âu thơ còn có tình tri kỷ. Em tưởng anh không bao giờ yêu em cả, hạnh phúc ở tầm tay mà sao cảm thấy tận xa vời. Mai, chúng mình không có xa nữa đâu. Hay quá. Vậy đó, phải được không Dung? Em thật quá quắc à. Anh ba ơi, má với vợ chồng bác Hội đang ở phòng khách bàn chuyện cưới hỏi, biểu em mời anh chị ra đó.
Cô Hà Anh. Anh Thọ. Sao cô lại ở đây? Em muốn gặp Dung, nhưng mà có khách đông nên em đứng đây. Còn anh, sao đang buổi lễ anh lại ra đây? Trong nhà đông đảo, tôi cảm thấy khó thở quá nên ra đây cho nó thoáng. Để tôi kêu Dung nha. Thôi, tôi khỏi anh à. Thà không gặp còn hơn. Anh biết không, ở làng này mới vài năm, nhưng em đã xem như quê hương thứ hai của mình. Từ ngọn cây đắng cò, từ nhà chợ mái đình, nơi nào cũng gửi cho em nhiều quyến luyến. Và Dung là người bạn chí thiết của em. Nhưng Dung hẹp hòi quá, có gặp cũng chẳng nói được gì. Vả lại, em muốn gặp Dung là để nhờ Dung một chuyện. Nhưng em đã gặp anh rồi. Có chuyện gì vậy hả anh? Bây giờ chuyện gì cũng trễ hết rồi phải không anh? Hà Anh muốn nói gì? Em muốn nói việc gì cũng vậy, nhưng tình bạn giữa Dung với em có muốn nói lại thì cũng trễ rồi. Vì em sắp đi xa, xa lắm. Sợ đến đám cưới anh em không còn ở đây nữa. Hà Anh, sao cô lại tính việc đi xa? Cô muốn về thành à? Không, về thành là ý của ba em. Còn em muốn tìm một nơi nào yên tĩnh hơn. Tìm một nơi yên tĩnh hơn? Phải. Vì ở đây chi trễ rồi. Giờ em chỉ muốn hỏi anh một chuyện thôi. Cô cứ hỏi. Anh Thọ, anh sắp sửa thành hôn. Em không muốn mặc hồ yến vì em mà dậy sông. Nhưng nếu em không hỏi thì nỗi thắc mắc trong lòng sẽ theo em đến tận quan môn. Sống chết con người đâu có gì khác biệt, thì cũng như là một cuộc giả từ trong một chuyến đi xa. Em chỉ hỏi anh, có để giả rẻ khinh đứa con gái trong cảnh tình đầy nhớ nhung? Tại sao lại đầy mặt cảm cô lúc nào cũng là người tôi yêu quý, dầu sự thể ra sao những tình bạn chẳng phai mờ. Bao nhiêu đó đủ rồi. Em biết là em không đến nỗi vô phương. Dạ biết anh. Thôi, để chị về đi anh. Em nghe hết rồi à?
em ân hận vì đã phiền giận chị ấy. Thôi vô nhà đi anh, chị Mai định tìm anh đó. À, mình vô em. Rồi sao anh chưa đi nghỉ? Ủa, quà của chị Hà Anh đó hả? Phải, em xem nè. Một con bướm vàng nhận hạt kim cương. Anh ba, đây là kỷ vật của má chị Hà Anh để lại, sao chỉ lại tặng cho anh? Anh cũng không hiểu. Em nhớ chị Hà Anh không lúc nào rời xa cây trâm này, vì chị nói đó là hình bóng của người mẹ thân yêu. Chị trân trọng bên mình, không một phút rời xa. Giờ sao chị đổi ý đem tặng cho anh? Định là anh có dụng ý, bày tỏ cho anh biết là chị vẫn yêu anh, dầu hai người chưa hề thố lộ tâm tình và dầu cuộc đời có cách chia đi nữa. Anh cũng nghĩ như vậy, nhưng bây giờ anh sắp sửa có vợ, chắc anh không giấu em làm gì. Em hỏi thật nghe, anh có yêu Hà Anh không? Hả anh ba? Anh đã nói rõ lòng mình với em rồi mà. Nếu không có sự gì xảy ra, chắc anh với Hà Anh đã yêu nhau. Thôi như nói làm gì, chính Hà Anh đã bảo bây giờ cái gì cũng đã trễ hết rồi. Hà Anh đã nói như vậy à? Cô ấy đã lặp đi lặp lại mấy lần. Anh ba, em lo quá. Thôi để sáng mai em gặp cô ấy hỏi mới được. Kìa Dung, tôi không ngờ Dung còn tìm đến tôi. Chị Hà Anh, em xin lỗi chị. Em không hiểu sao mà em giận chị vô lý quá. Thôi bỏ đi, vào trong này đi Dung.
gian phòng này vẫn y như cũ. Chỉ có chủ nó là thay đổi nhiều thôi. Em thấy có thay đổi gì đâu. Nhiều lắm chứ Du. Hồi nãy chị qua nhà là để tặng quà cưới cho anh Thọ phải không? Mình sợ ra đi trước ngày thành hôn của anh ấy. Cô Mai đẹp quá hả Du? Chắc cô ấy hiền lắm hả? Chỉ hiền lắm. Ở đời ai biết trước được chuyện duyên nợ mình. Du muốn nói gì? Em nói chị Mai đó. Từ nhỏ tới lớn chỉ thương có một mình anh ba em mà. Hai người yêu thương nhau lâu lắm rồi sao? Đâu có. Anh ba em đâu có biết gì đâu. Chỉ có một mình chị Mai âm thầm thương ảnh thôi à. Không có gì sung sướng bằng âm thầm yêu người ta, rồi có lúc được người ta hiểu thấu. Chị Mai có lẽ là người hạnh phúc nhất trên đời. Hà Anh, đừng có buồn nữa. Mọi chuyện đã xong rồi. À, em muốn hỏi chị nè. Sao chị lại tặng con bướm vàng cho anh Thọ? Bộ chị quên lời trăn trối của bác rồi sao? Làm sao quên được. Lời trăn trối của mẹ còn vẳng vẳng bên tai. Hà Anh ơi, con hãy giữ con bướm vàng để trao cho chồng con ngày xuất gia. Nhưng ngày ấy đối với tôi không bao giờ đến. Thì tôi còn giữ làm chi khi nhìn nó chỉ thêm. Vật gì quý giá ngoài món quà mà mình trân trọng nâng niu? Đó là cả cuộc đời, là máu là tim. Tôi mong rằng anh Thọ sẽ không khinh khi nói. Ôi một chuyến từ ly sao buồn bã quá, bên vắng điều hiu có thương nhớ. Mình đã là bạn thì dầu xa nhau cũng vẫn là bạn. Đâu phải chia tay là không gặp nữa đâu. Sao chị nói những lời nghe buồn bã quá vậy chị? Dung ơi, những ngày vui đã qua đi sẽ không bao giờ trở lại. Còn gặp cớ làm chi cho thêm suốt dạ đau lòng. Nhưng chỉ có ra đi cũng phải có ngày trở lại, để thăm viếng bạn bè cùng nhà xưa cánh cũ. Anh Thọ đối với chị vẫn một lòng quý mến. Chị Hà Anh, còn cuộc hôn nhân của ảnh với chị Mai là do lời đính ước của hai bên cha mẹ. Là dịp để anh đền ơn cứu mạng của Bác Hội Đồng. Đền ơn ông Hội Đồng thôi sao? Còn tôi nữa chứ. Không có tôi đời nào cậu ấy cưới được cô Mai. Thầy Năm, cô Dung đó hả? Nói cậu Thọ đám cưới nhớ mời tôi nghe. Tại sao không ở ngoài? Thiệt là vô phép mà. Đi ra đi. Trời ơi. Được rồi, để tôi ra. Người gì mà mau nước mắt quá. Nhớ mời tôi em, không mời tôi phá. Khốn nạn mà. Trời, chị Hà Anh. Chị Hà Anh, trời ơi, chị sao vậy? Chị Anh ơi. Dung mà, tôi không sao đâu. Dung có thấy thân tôi
giờ như con thú vậy không? Chị Dung hiểu chị mà, không ai khinh thường chị cả. Nín đi chị, em về nghe chị. Nhớ nói giùm với anh Thọ, mình chúc ảnh trăm năm hạnh phúc, và cũng cảm ơn Dung đã thấu rõ lòng mình. Em về, đừng buồn nữa nghe chị. Em về nghe chị. Tạm biệt anh Thọ, Dung, Chính Bi. Dư âm tiếng hát reo lên trong lòng anh bao nhớ nhung. Đê mê lòng nhớ đêm qua giấc mơ, môi em hé rung. Anh muốn thành mây nương nhờ làn gió, đưa anh tới cõi mơ hồ nào đây muôn kiếp bên nàng. Hà Anh, tại sao lại ra đi lặng lẽ, không để cho mình từ giã một lời nào? Cô Tư ơi, cậu ơi, cô Tư cậu ơi, có chuyện gì vậy chú Sáu? Chuyện gì chú Sáu? Cô Sẩm chết rồi. Cô Sẩm nào? Nói lẹ đi. Hà Anh đó, Hà Anh chết rồi. Cái gì? Hà Anh chết? Ai nói với chú vậy? Tôi ở Vĩnh Long về đây, ai cũng hay tin cổ tự tử chết hết á. Gia đình ông Ban hiện ở đâu? Dạ, ở cầu Thiền Đức. Chú có biết tại sao chị ấy tự tử không? Dạ, tôi không biết, nhưng thím Sườn cho hay tin đó nên tôi chạy liền qua đây nè. Anh Ba, em đi Vĩnh Long liền bây giờ. Anh cùng đi với em, đợi anh thay đồ nha. Anh, trời ơi, chuyện gì đã xảy ra cho chị mà chị phải bỏ đi một cách dễ dàng như vậy? Dung à. Dạ. Mình đi ngay em. Anh à, em cảm thấy mình có trách nhiệm trong cái chết của chị ấy. Nếu em cầm chị ở lại mình Hòa Phước, chắc chị không đến nổi quỷ mình. Em đừng nghĩ như vậy. Chị ấy rất cô đơn, nếu có em bên cạnh, nghĩ suy gì chị ấy cũng sẽ nói với em, đâu đến nỗi quẫn trí mà đi tìm cái chết tức tưởi như vậy. Thôi em bình tĩnh đi. Mình đi. Đi em. Chị Năm ơi, nếu má tôi có về, chị nói giùm là tụi tôi đi đám ma người bạn nha. Đi em. Dạ. Chào bác. Nó chết rồi, nó chết rồi. Yeah. Bác, cháu xin chia buồn với bác. Hà Anh. Chị Hà Anh. Nó ra đi mà chẳng nói một cái lời. Lời.
đâu có khổ thân. Xin bác chớ bi thương, dầu sao chuyện cùng đã lỡ rồi. Nên chỉ tôi trước lúc qua đời, có để thư lại cho anh. Chỉ ôm niềm tủi hận, nên chỉ tôi không muốn sống ở dương trần. Chị ấy vì sao mà phải tự tử vậy em? Vì chị bị chữ quan với ông Năm Quýnh đó. Có thai với Năm Quýnh? Ông tới đây nói gì đó, còn đưa tiền chôn cất chị hai nữa. Mộ chị ấy ở đâu vậy em? Bên kia nghĩa địa. Chị với anh Thọ đi không? Em đưa đi, để em vào lấy thơ của chị hai nha. Trời, tương lai của mấy đứa nhỏ này rồi không biết ra sao nữa. Bác à, xin bác đừng có buồn nữa. Dù sao thì Hà Anh cũng đã qua đời rồi. Hãy liệu cách sao mà lo cho các em được ăn học tới nơi tới chốn. Cháu với Dung xin phép bác ra mộ thăm Hà Anh rồi về luôn. Bác sáng bảo trọng. Cũng tại tôi, tại tôi mà con anh nó chết. Chị hai em biểu đưa tận tay anh hoặc đưa chị Dung. Vì chị hai nói trên đời này chỉ có chị là thương chị hơn hết đó. Hà Anh, em có lỗi với chị. Thôi, mình đi em. Dạ, cháu chào bác. Cuộc đời thật là phù du. Mới thấy đó mà giờ đây đã nằm yên dưới lòng đất lạnh. Tôi hiểu Hà Anh. Bao nỗi đắng cay tủi nhục đã xóa hết từ khi ngừng hơi thở. Nhưng lòng tôi, Hà Anh có hiểu không? Anh ba, sao anh không đọc thơ chị ấy, xem chị ấy muốn nói gì trong những giây phút cuối? Đọc làm gì? Hà Anh đã chết rồi. Anh ba, anh nên đọc những lời chân thành của một người đã hết dạ yêu anh, yêu cho đến chết. Em xem thằng A Say kìa, thật là tội nghiệp. Chắc anh không thể bỏ rơi gia đình Hà Anh được. Anh muốn giúp cho A Say đi học. Em cũng thoáng ý đó anh à, nhưng em chỉ ngại một điều. Em ngại điều gì? Chị Mai. Em sợ Mai sẽ không bằng lòng cho anh nuôi A Say ăn học à? Bình thường người con gái nào cũng có ích kỷ về phương diện đó. Riêng chị Mai, em không biết sao. Không hiểu sao anh lại nhận lời cưới Mai dễ dàng quá. Anh biết Hà Anh yêu anh, cũng như anh rất mến Hà Anh. Vậy mà sao chẳng thốt nên lời? Trong thơ, chị Hà Anh cũng viết một đoạn tương tự như lời anh nói vậy. Anh Thọ, anh Thọ ơi, ngồi một mình trong đêm khuya trước bàn giấy, tôi chẳng còn sợ bất cứ một sự ràng buộc, một thứ dư luận nào. Tôi mới đủ can đảm viết cho anh mấy chữ là tôi đã yêu anh.
trong tâm ta đã cảm thông nhau. Tôi đợi chờ anh một tiếng đôi trang thân thiết của ân tình, nhưng cứ nay lần mới lừa, cho đến một ngày anh bị bắt và được tha ra. Trời ơi, Hà Anh, anh được thoát dòng giáo lý, tôi được yên tâm. Nhưng lại cảm thấy vì tôi đã ra khỏi tầm mắt của anh rồi. Xem hết chưa? Còn một trang nữa nè. Em hãy đọc đi, anh không còn đủ can đảm mà xem nữa. Anh Thọ, trước khi nghìn thu vĩnh cách, tôi xin anh hãy ghi nhớ lời tôi. Giữa thời ly loạn, thân gái như tôi không có gì đáng kể, nhưng một thanh niên tràn đầy nhiệt huyết như anh cần phải sống xứng đáng, sống để đem tấm thân hữu dụng cống hiến cho đời. Người yêu anh suốt kiếp, Hà Anh. Chị Hà Anh, chị là một người con gái tốt. Em xin lỗi. Thôi, em về. Trời sắp tối rồi, mình về đi anh Ba. Phải, ta đi về. Em yên tâm, anh và cô Dung sẽ cố sức giúp em ăn học. Cảm ơn anh chị. Chị hai em có Linh chắc cũng vui lắm. Vĩnh biệt, vĩnh biệt Hà Anh. Thọ, sao mấy ngày nay con cứ ở trong phòng mãi vậy con? Con nhức đầu quá nên chẳng muốn đi đâu hết. Má biết con buồn vì Vũ có Hà Anh, nhưng nó đã chết rồi, con còn nhớ thương nó cũng không sống lại được mà. Con không có gì đâu má, một vài hôm con sẽ khỏe thôi mà. Anh Hội và má đã coi ngày rồi, tháng sau là đám cưới của con với con Mai đó. Đám cưới? Sao gấp vậy má? Thọ, con nói gì vậy? Con đừng làm khổ má nghe con. Chỗ người lớn với nhau đã hứa cuộc hôn nhân, vì nghĩa tình sao trước với bà con. Con
khuyên, xin ma cứ yên tâm. Má nói tuổi tác đã già rồi sẽ theo ông theo bà, và những tháng ngày còn lại chỉ mong vào các con. Má à, má vào nghỉ đi, anh ba không có sao đâu. Thọ. Dạ. Con ráng ăn cơm nước nghe con. Dạ. Tội nghiệp má quá à. Má cứ lo, má sợ cho anh bệnh. Anh ba à. Ừ. Em thấy anh nên sang Phước Định chơi vài ngày, có lẽ sẽ hết buồn đó. Khó lắm Dung à. Anh thương nhớ chị Hà Anh cho đến bao giờ? Đúng ra lòng thương tiếc chỉ ở ngần nào đó thôi, nhưng trong lòng anh cứ dai sức bâng quâng. Tại sao Hà Anh và anh yêu nhau mà để cho đi đến gãy đổ, không ai nói với ai lời nào cả? Tại vì trước đây anh chưa rõ tình yêu của Hà Anh, mà chị ấy cũng vậy nữa. Nhưng khi anh định cưới chị Mai và Hà Anh lấy năm quýnh, thì cả hai mới nhận thấy được lòng mình. Có thể như thế, nhưng anh yêu Mai còn có lý do, chứ Hà Anh sao lại ưng năm quýnh để rồi, để rồi chịu sự dằn vặt đau đớn. Chị ấy tuyệt vọng làm càn, như trong thơ đã viết. Mấy hôm nay anh nhận định lại tất cả những chuyện đã xảy ra, anh mới thấy mình ngu xuẩn ngờ ngợt. Ngài Hà Anh tặng con bướm vàng lưu niệm, đáng lý là anh phải hiểu ra đó là tiếng gọi của người tuyệt vọng khổ đau, thế mà anh không tới gặp nàng nên Hà Anh mới tuyệt vọng chán trường. Trăng trối của Hà Anh chỉ bảo anh giữ gìn thân hữu dụng, nếu anh cãi lời thì sẽ tuổi vong linh. Em nói cũng đúng, nằm nhà mãi cũng chẳng ích gì, nghĩ ngợi riết có thể phát điên lên được. Anh sang bên nhà chị Mai phải không? Anh không đi qua bên đó đâu, mai mốt sẽ hay. Anh ra mé xong một chút. Em đi với anh. Trời sắp tối, con gái ra ngoài không có tốt. Thôi đi về thầy Nam ơi, sếp gọi kìa thầy cứ uống hoài à. Mày về đi. Về thầy. Tao ngủ ở đây luôn, không có sếp xiết gì hết. Trời ơi, thầy ngủ ở đây để nạp mạng à. Mà quán của người ta sắp đóng cửa rồi, thầy ngồi đây với ai? Thôi về đi thầy Nam ơi. Về đi, về tao. Về thì tôi về trước nha thầy. Cậu ba đó hả? Vô chơi. Tôi mời dám vô không? Uống đi cậu ba. Cậu có đi Vĩnh Long thăm mộ nó phải không? Tôi không được quyền thăm mộ Hà Anh sao? Được chứ, ai dám cấm? Nó chết rồi, con tôi cũng chết rồi. Lần chót nó hứa với tôi sẽ trở về làng mình. Tại sao vậy? Tại sao vậy? Tại anh ép bức nàng. Anh độc ác quá. Đúng, tôi ác quá. Hà Anh không yêu tôi, chỉ vì tôi ác, tôi sẽ bỏ xứ đi xa cho đúng ý Hà Anh. Hà Anh đã nói rất lâu mà tôi không chịu nghe.
Nàng bảo tôi là quân gian ác, là hung thần sinh ra để hại dân. Bây giờ tôi hiểu ra là tôi đã thất bại. Dầu tôi giết được nàng cũng chỉ là thể xác thôi, vì Hà Anh chỉ yêu một mình cậu. Nàng hy sinh cuộc đời băng tuyết để cậu bình an cưới con gái lão hội đồng. Thật trời chiêu. Năm Quýnh, thật ra anh đã nói gì? Tôi hỏi tại sao cậu cưới con lão hội đồng. Vì theo lệnh gia đình và cũng để bao ân. Cậu nói là lão đã cứu cậu ra khỏi lao tù cho cậu, hay là cậu đã lầm? Nay Hà Anh đã chết rồi, tôi phải nói cho cậu nghe. Anh nói đi, nói mau đi. Cậu tưởng tôi sợ lão hội đồng làm sao? Tôi thả cậu ra vì Hà Anh bằng lòng lấy tôi với điều kiện đó. Năm Quýnh, anh nói thật, anh nói lại nghe coi. Nếu Hà Anh còn sống, tôi sẽ giấu cậu luôn. Cậu tưởng Hà Anh dễ dàng lấy tôi sao? Tôi đã đeo đuổi nó từ khi gia đình mới dọn về đây. Tôi xúi cho ông Ban hút lại. Tôi chịu tự. Tất cả sự mua chuộc của tôi đều chẳng ăn thua. Khi tôi nói cho Hà Anh, tôi đã tra tấn cậu chết đi sống lại. Tối đó tôi trở lại quán nàng. Sau khi đưa thuốc cho ông Ban hút, tôi vào phòng. Kìa, sao thầy lại vào đây? Tôi có nói tối tôi trở lại. À, vậy thì tôi trở về đồn. Tôi còn thú vui khác mà. Thầy Năm mà, có gì mà thầy thù người ta dữ vậy? Bất cứ ai ở trên đời trêu vào tay tôi hạ hết. Em yêu thằng Thọ, chứ gì nữa. Vài hôm nữa em sẽ thấy xác nó trôi bập bềnh trên sông này. Thầy Năm, thầy ác quá mà. Thầy Năm à, buông tôi ra đi. Đừng có làm như vậy mà. Tôi giết nó, tôi phải giết trừ tình địch của tôi mới yên thân được. Không kể gì bạo ác vô nhân, Thọ nó không có chút kính nhường. Đó người con gái tôi yêu, thầy Năm huynh lẽ nào dung tha. Thầy nghi ngờ bụng tôi, với cậu Thọ đâu có gì liên quan. Lòng tôi đã muốn yêu thầy Năm cũng đã lâu, nhưng tôi để già không thể nào nói ra. Muốn chi cậu Thọ đã là chồng cô Mai. Thầy Năm mà, thầy Năm chứ nên hại họ, tội trời không tha đâu đó. Trời hại? Tôi không sợ trời, tôi không sợ đất, tôi chỉ sợ Hà Anh thôi. Thầy Năm à, tôi thả nó ra ngay. Buông tôi ra đi. Không lẽ, không lẽ mình lén lút như vậy sao? Còn tiếng tăm, còn làng xóm nữa mà thầy Năm. Thì anh sẽ cưới em mà. Thầy Năm à, buông tôi ra đi, buông tôi ra đi mà. Thầy Năm ơi, ba tôi nằm ngoài đó đó. Ông không nói gì đâu. Buông tôi ra đi, buông tôi ra đi mà. Thầy gạt tôi tự dẫn tôi chết, chứ tôi không có chịu đâu. Em chịu lấy tôi thả thằng Thọ. Nếu tôi không thả nó cho súng đạn ăn tôi đi. Chịu. Thầy Năm. Như vậy đó, tôi nói hết ra. Có lẽ Hà Anh tha thứ cho tôi. Còn cậu, cậu nghĩ sao cũng được.
tôi đi, nó chết rồi, nó chết rồi. Hà Anh, Hà Anh ơi, chừng ấy khổ đau em đem vùi dập xuống quan mộ. Anh nghe qua thêm nhức buốt trong lòng. Vùi dập lên tấm thân yếu đuối như nàng. Chưa một tiếng yêu mà giờ trọn đai vàng, hy sinh cả băng trinh để cứu người yêu khỏi vòng lao lý rồi quốc hận âm thầm bên ngọn đèn mờ. Một mình nói, một mình nghe. Chị Mai đang chờ đợi. Phải, anh phải giữ gìn tấm thân hữu dụng. Và ngày anh trở lại nơi đây không còn là bên chợ tiêu điều trên sông lạnh hoàng hôn. Anh Ba, anh định đi đâu sao? Không, anh chỉ nói chơi thôi mà. Thôi, về em. Má, má ơi má. Chuyện gì vậy Dung? Anh Ba. Sao? Anh Ba anh bỏ đi rồi. Anh có để lời thơ nè má. Đi rồi. Tại sao lại đi? Để con đọc thơ cho má nghe nha. Má kính yêu, con xin má tha tội bất hiếu cho con. Đầu óc con rối bời như sắp phát điên lên. Con phải ra đi để tìm quên lãng. Mong thời gian hàn gắn vết thương lòng, con sẽ trở về với má, với em một ngày gần đây thôi. Con của má Thọ.
lần tôi muốn đến đây, nhưng tôi sợ gặp Năm Quýnh. Nghe tin hắn bị giết, mình cũng áy náy quá. Hắn độc ác, nhưng đối với Hà Anh, hắn yêu thật tình. Hắn đã đền tội thì cũng yên thân hắn, chỉ tội cho những người còn lại. Chị xanh xao quá. Mấy tháng nay nghe chị đau mà em không dám qua thăm. Em sợ gặp hai bác. Đám cưới bị đình lại là một cú sốc mạnh đối với ba má tôi. Nhưng buồn giận gì thì cũng một lúc mà thôi. Huống chi tôi suy nghĩ, Hà Anh rất xứng đáng được anh Thọ yêu thương. À Dung biết không, mình vừa được thơ của anh ấy đó. Anh Ban có gửi thơ cho chị. Phải, cả nhà không ai biết, mà mình thì cũng chẳng muốn nói ai hay. Thọ đã giải bày tất cả chuyện từ cái chết của Hà Anh đến việc anh quyết dấn thân để sống một cuộc đời cho xứng đáng. Bức thơ đã an ủi mình nhiều lắm. Mình tưởng tượng trên bến vắng tận phương trời nào đó, với mái tóc bồng bềnh và chiếc áo tơi lộng gió, anh Thọ đang chờ đợi một con đò. Nghe lòng càng yêu thương khi nghĩ si ai trên đường phiêu lãng gió sương. Giờ đây gửi thân phương nào nơi quán trò gói mình trăng. Họ sẽ nhớ lời Hà Anh căn dặn. Người đi ngoài chân mây, chốn lắm bao khổ đau. Thương kẻ nơi quang mồ, hồn quang chẳng phôi pha. Chị Mai, em mong một ngày nào đó anh Thọ sẽ trở lại với chị. Chị nguyện thề sẽ cùng Dung lo lắng cưu mang cho cha già em dạy của Hà Anh. Chị Mai, chị thật là người con gái tốt. Dân một lòng